Ok em chị. Dạ. Đó, khách thử tại chỗ luôn nha các bạn. Hai trái luôn nha. Hai trái luôn. Wow. Bên thôi, bên dạ. Nhà chị gần đây không? Ở xuất chân phẩm nè. À dạ. Mua lần này nó mua mấy lần nữa. À dạ. Đó, mối nha các bạn. Đi chơi về hả chị? Đâu có, ra đây mua sầu riêng. À, từ nhà chạy ra mua sầu riêng nha các bạn. Dạ. Chị mua đây là chắc là thứ tư đúng không? À. Nhớ kỹ khách nghe chân. Không thôi chị giận á. Khách nói mà kiểu này chết luôn. Bởi như vậy. Một trái khui, một trái mang về tự khui hả chị? À, chị gái dễ thương các bạn. Cảm ơn chị. Đó, chị gái dễ thương các bạn. Rồi, anh trai. Khách luôn. À, bên trong ạ. À. Ở ba cái đúng không? Ở ba, bên kênh gì đây? YouTube. Quay em nhé. Hai người ăn. Khách đông vui nè các bạn, quá trời khách luôn. Dạ. Có nhiều người khoái coi khui lắm chị. Của em à? Chị gái đang lừa bên kia các bạn.
đấy là đi 6 à? Đi rồi, khắp bên ngoài luôn, đang chờ các bạn. Không, em cứ bình thường, anh quay khui không à? Biết rồi, em né này. Không sao, không sao, em cứ tự nhiên. Không sao, người đẹp lên lên trên video mà chịu yêu thì sao? Anh ăn ké chịu yêu thì sao? Rồi, khách tới sau lưng luôn các bạn ơi. Đó, chị gái đem theo cái hộp luôn. Ồ, muối đẹp. Hôm nay mua mưa chứ, cơm nó béo nhiều, chết rồi. Gọn vô hộp luôn. Các bạn cho các bạn xem rồi đó. Đó, đông vô chưa?
Cú bớt đi vào lòng đất luôn. Cú thứ hai có 400 gì? Nhà là ăn cái bông rồi tao nói gì? Tao đang ăn cái đầu. Chị cầm cái thôi, chị ăn cũng đi với chị thử. Cứ chứ nghe là chế em thôi. Ở đây nhiều cái gì? Đó, chấm thôi. Còn cái nào đang chụp lại nè? Thật khổ chị. Cái khoảng hả? Cái khoảng hả? Hết hợp các bạn. Ôi trời, dao mà đi tới lui sao thấy nguy hiểm quá. Chưa chín chắc ăn khoảng 2 ngày nữa mới chín đó chị. Ồ, chị gái làm 2 trái 50 luôn. Bao nhiêu ký kìa Trần ơi? Hai chỗ đó là 50k đó các bạn.
Địa chỉ vừa Sườn Yên Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây, đó, mưa giờ mới tạnh luôn rồi.